Vào trưa nay ngày 18 tháng 5, tại khu vực ao Đình Bồng Châu, thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai em nhỏ tử vong. Đó là em Phan Bình Mờ, sinh năm 2013, học sinh lớp 5A trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Cường, và em Đào Trường Di, sinh năm 2014, học sinh lớp 4B trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường. Địa phương cho biết, ao Đình Bồng Châu đã được cắm biển cảnh báo cấm tắm, cấm bơi từ năm 2020, nhưng các cháu nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm, không có sự trông coi của người lớn, dẫn đến sự việc thương tâm kể trên. Như vậy, trong khoảng 2 tháng qua, mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè, song toàn tỉnh đã có hàng chục trẻ em bị tử vong do đuối nước.